Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Gớt con à, gớt một con à. Dạ. Rồi xong luôn. Má dở. Má tao gượt mày luôn, hết mày giỏi thấy không? Rồi bạn à, bồi không trúng mà bắn trúng bạn. Ha chán. Kỳ cục vậy đó. Bồi không trúng mà bắn trúng. Hai thằng. Con này xuống cứu kìa. Chết tốt, bắn nghe lật ngang, còn con kia này hơi sâu. Ừ, cứ tôi hút đâu. Rồi, nhìn trên đầu kìa. Chạy nhanh quá, tôi hút nó chưa ghê. Quá trời, anh bên chạy kìa. Rồi, ông Bi rồi đó, ông Bi đó, hai thằng nhìn ông Bi đó. Hôm nay giờ dạo ở dưới biệt thứ với mấy anh em ở Kiên Giang. Ba con hả? Gì dữ vậy? Ba con, anh bắn rớt một con thì còn hai con nữa. Đã vậy? Mấy con? Ba con, hai con đen con. Ba con tôm hú ở đây nè. Gớt con hả anh Minh? Rồi. Rồi lên đọt rồi. Gớt con. Thông lòng cô. À, đây tôi hú nhiều nè mà trong nó nằm trong đây nè, anh em đang tìm nữa. Còn một con quất trong tiêu rồi. Anh bắn trúng một viên rồi. Nhưng mà nó nằm tay. Nhưng mà thấy nó gớt à? Thấy ừ, thấy sẵn rồi nè. Gớt con. Kiếm là lâu. Con đen mà. Còn con đen nữa. Nha, con này mập nha. Vậy là nó chưa ra đâu. Giờ kiếm hơi bị
Đúng rồi, dùng quách quách kìa mẹ. Chứ đứng ngoài này đâu thấy. Chứ hồi nãy có con gì mà nó sao sọc 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 sọc, nó bự bự lớn này nè. Nó bềm bẹp á, chắc bềm bẹp á cô. Ừ. Bắn con mày hả, con kia không bắt hả? Dạ không, tụi con có bắn, có loại tôi hú à. Dạ. Thôi quay đi coi. Dạ nằm rồi đó. Rồi trong bụi nãy rồi. Không. Nè. Con đen. Thì con đen nữa, hai hang đen con bông. Con bông đâu? Con bông không biết đâu luôn. Chán gì? Nè, một viên nãy anh bắn ngay đây nè. Rồi bỏ gì em nghe quách 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 đây mà. Đi tiêu luôn mà. Đi biết em cũng vô. Hai con. Em hả mày? Con nãy nữa con nó đâu rồi? Hai con anh em. Đó là nghe thịt chứ quỳ. Hai thằng. Rồi ngon anh, chỗ hai con. Ui, cây nữa. À, đầy đó bắn vô ra cái cây nữa. Rồi sao à. Không còn ai luôn. Dở gì trời. Té kìa. Té nè. Té con nè. Gớt không tiêu rồi. Ừ. Ngô anh gớt em không tiêu rồi. Tiêu nè em. Thấy rồi. Đúng rồi, rớt lòng nhóc rồi. Trúng, trúng, trúng. Lẻ bên cánh. Nghe xiền, thấy xiền. Đây cản mớ lá. Nghe lá trời lá luôn nè. Bay trong à. Nãy giờ đây là ngon nè anh. Ừ. Trống lỏng luôn anh. Ừ. Áo này trống lỏng luôn. Mười lăm giây. Hồ vàng. Nè. Chưa, bội trước đi rồi hãy lội. Một cái nữa gãy cánh nữa rồi. Gãy một cánh nữa rồi là hai cánh rồi đó. Anh bên đẳng con rồi xong rồi lội đi. Không, ừ, núp đi, còn nó lâm ơi. Té con mà, tính già bến bồi gì, té con mà này. Nhưng mà quay cho các bạn coi, giờ còn nữa. Núp đây các bạn. Để cho cái núp đây các bạn. Biết già lội bệnh lùm ngồi á, quay cho các bạn coi. Yeah.
ơi mẹn. Chụp nó lông. Thôi đi anh ơi. Đây nè. Chọi tôi hút luôn. Sao cà lên đá chọi tôi hút các bạn. Nó nó bay qua hả? Ừ, anh chạy đó cái nó bay qua đây. Cái lò nó bay qua đây. Còn các bạn. Đẻ lên. Hai con bạn. Nó bay đầu rồi, nó bay ngang đầu má nha. Không. Nó gãy cánh rồi. Tôi hú. Ê, còn nữa nè em ơi. Núp đi nè em, núp đi. Rồi nè em ơi. Long, núp đi Long. Hai con. Tiếng già lòi lụm bạn. Cầm cái đá má qua bồi mấy cái nè mà. Ghê vậy. Chết. Đây hai con. Trời ơi, Sigo đây. Lên này nè cứ vậy. Ừ. Trời ơi, nó bay lên. Hai em, hai vợ chồng. Ê. Ê, quá đã. Đó, thấy chưa? Móm hả? Sao móm được? Sao móm được? Hãy tin vào cái tem này. Tiếng già lòi lụm nè, tại tiếng già bắn nè. Yeah. Vậy mà chạy tới chạy lui không ăn nào luôn. Đẹp rộp. Xong chịu di chuyển quá. Hay lắm tướng ơi. Lụm. Lụm bay. Rồi sao? Rồi hay đó, tôi dập luôn rồi, nghe hả? Rồi còn bỏ kìa. Ê, tập chạc nha. Cái sao mình lụm lá kìa. Không, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Cái gì? Ê, trời ơi, trời đang bầu thêm con nữa. Té nè. Cõi lụm đi. Mượn ra, giết nó đi. Rồi. Rồi lụm đi. Chạy đâu? Con mắt tôi thấy nó bay rõ ràng đây mà nó ngãng gì. Em thấy nó bay gào gào mà. Coi chừng anh Minh ơi, mấy cây này. Mà nó bay đà nữa. Đúng rồi, viên ngay ướt luôn. Ý, nhãn ba nè. Thì nó ăn mấy này nè. Chết chép. Đẹp, quá đẹp. Đã. Con này quá sung luôn. Đúng sung luôn. Em lại thấy con tính đóng. Chúng đẹp. Thêm con nữa. Đây, coi chừng con này con hồi nãy nha. Nhãn ba quá. Đẹp hơn dây trong luôn mà. Không có trời. Ngon quá. Chắc chắc. Quá đẹp quá. Ê, gãy cánh. Ướt. Rồi xong. Cái đám sậy nè, nó gớt cái đám sậy nè. Cua cơm, gớt sậy nè. Nè. Mấy đó, nhìn đây nè. Gần gần cái dừa cao bên kia luôn, thẳng vô đây đi. Người ta trồng bơ mà không sao đâu. Hai con đó Tuấn ơi. Thank you.
Mình xong bạn. Chạy đi, chạy chạy nắng, chạy nắng đi. Theo gì vậy? Ừ. Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Nay đi xin xương mấy anh em không bắn lắc lắc dày dày pha mà chiều tối anh em giờ anh em tập trung lên cầu nó sáng nào anh em review có bia luôn. Được mớ có lông lượn vô lại phong ở mình em bạn Tuấn ơi xíu té chứ gì xíu té rồi trời chứ dừa lớn em bắn không trúng dừa nữa quá trời đã rồi anh em ơi bảy con hả bảy con hú quá tài rồi bây giờ bếp rồi ghê chạy rồi anh em mua thùng bi ná gửi đi hẹn xuống không màn hình nha chút nó nhậu lòng anh em mình về rồi xong rồi nhậu luôn em tạm biệt anh em nha hẹn em mới sau.